Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ khi có đê bao khép kín thì một số vùng chuyên lúa của huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, bà con nông dân đã có điều kiện để canh tác được 3 vụ lúa trong năm, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó thì cũng có một số bà con rất là mạnh dạn chuyển từ đất lúa của mình sang để làm vườn cây ăn trái và thu lại hiệu quả kinh tế khá cao. Trong đó phải kể đến hộ của ông Nguyễn Văn Đẫm ở ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trên mảnh đất này, cách nay gần 20 năm còn là vùng chuyên lúa. Trước đó, người ta chỉ làm được 1 đến 2 vụ lúa trong năm. Gia đình nào có nhiều công lao động thì canh tác một vụ lúa, một vụ màu để tìm cơ hội nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Mãi đến năm 1998, đê bao vùng Chợ Mới được hình thành, địa phận xã Mỹ An cũng được con đê khép kín. Tuy có một vài nơi đê chưa kín 100%, nhưng điều đó đã mở ra cánh cửa mới cho hàng ngàn hộ dân vùng đất này. Trước tiên là bà con được canh tác 3 vụ trong năm, thu nhập gia đình tăng lên đáng kể. Kế đến là thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng đa dạng hóa, đa canh hóa. Và ai cũng biết, vùng Mỹ An này nổi tiếng với các dự án chuyển đổi lớn, trong đó có dự án bắp bò hiệu quả đến tận hôm nay. Không dừng lại ở đó, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ An còn mạnh dạn áp dụng nhiều mô hình độc đáo khác, cụ thể là về kinh tế vườn. Trước nay, vườn cây ăn trái của Chợ Mới chỉ được biết đến qua các xã thuộc Cù Lao Diên, đó là Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân. Vậy mà giờ đây, một số xã trong đê như Mỹ An cũng nổi lên là vùng làm kinh tế vườn rất hiệu quả. Hộ của ông Nguyễn Văn Đẫm, còn gọi là Út Đẫm, là một điển hình. Gia đình ông là người làm vườn đầu tiên nhất ở ấp Mỹ Thạnh nói riêng và của Mỹ An nói chung. Khi mới có đê bao, ông làm lúa 3 vụ được chừng 2 năm thì ý tưởng làm vườn đã thôi thúc ông rất mãnh liệt. Và kể từ năm 2000, những cây xoài đầu tiên được ông mang về trồng với diện tích 7 công. Hồi mới lập vườn, khi đê bao nhà nước còn chưa kiên cố, hàng năm cứ đến mùa nước nổi, ông phải thức đêm thức hôm canh nước và huy động cả nhà tập trung làm đê cục bộ quanh khu vườn đất nhà để bảo vệ vườn cây còn non nớt của mình. Lần đầu tiên, ông trồng xoài cát chu và xoài cát Hòa Lộc. Sau đó vài năm, giống xoài Đài Loan bắt đầu bén rễ ở Chợ Mới. Ông Đẫm cũng mày mò học hỏi và chuyển đổi sang canh tác 100% diện tích giống cây này. Ngày một lần thì cũng tính trồng xài, hồi đó thì xài Hòa Lộc. Thấy không, thấy xịt đồ nó khó khăn quá mới chuyển qua mới trồng xài ba màu. Anh cũng mày mò thông tin học hỏi rồi anh ghép cây, lúc mà cây xoài của Hòa Lộc nó không có hiệu quả đó. Rồi anh cũng ghép lại, như vậy thì bây giờ anh làm rất hiệu quả. Tôi vô gia thường xuyên thì thấy cực khổ lắm. Đôi lúc cũng bằng đêm bằng hôm anh làm kỹ lắm. Ví dụ như bây giờ bỏ công ra lúc trước thì mà bao đê thì anh chở xuồng, hiện nay thì mua cô bé đó làm vô rồi cây sửa vườn, rồi cây những cây nào cũng hiệu quả đó. Cây bị bệnh thì ông cũng tỉa cành, ông chiết lá rồi trồng sen canh vô lấy ngắn nuôi dài. Gia đình anh thì thấy làm những cái đó tôi thấy đạt lắm. Mới lập vườn, ông Đẫm không còn đất ruộng nữa nên cũng rất lo lắng. Để lấy ngắn nuôi dài, ông đã trồng thêm một số loại cây cho quy lợi nhanh hơn xen vào vườn xoài của mình. Lúc đầu lên vườn đó mình làm những cái hoa màu mình sống tạm. Sau cái mới xen cốc vô, đất mình nhiều đó rồi mình cái thứ mới rồi mới xen chanh vô. Vì sao chú xen hai cái loại cây đó ạ? Vì nó mau ăn. Nó dễ trồng và dễ xịt. Nếu mà không xịt thì cũng có ăn nữa. Bỏ thí thì cũng có ăn, mà nếu mình xịt thì nó càng thu hoạch nó nhiều. Chú cho biết thêm, như cốc ở đây là người ta tới người ta mua như thế nào, rồi giá làm sao chú? Cốc này có dừa, thí dụ mình làm nhiều nó có dừa đó, thì lâu lâu thí dụ 10 bữa hay 7 bữa cỡ cốc hút thì 7 bữa, cốc không hút thì 10 bữa nó điện cho mình là mình bắt đầu mình cắt là mình thêm cho nó. Cỡ cốc hút đó nhiều khi tới giá từ 8.000 tới 10.000, mà sau này mà cỡ có mưa cốc nó hơi nhiều thì nó cũng
cũng sụp lại 4-5 ngàn. Mấy năm đầu, tuy diện tích chưa nhiều nhưng lợi nhuận thu lại khá cao, đạt trên 200 triệu đồng mỗi năm. Nhờ vậy, diện tích đất cứ lớn dần theo thời gian. Đến nay, ông đã có 27 công vườn với trên 3.000 gốc xoài Đài Loan, trên 1.500 cây cóc Thái và cũng chừng ấy gốc chanh bông tím. Trong đó có 17 công cây đang cho trái, còn lại là diện tích mới trồng. Vậy mà nguồn thu đạt được rất khả quan. Chỉ tính riêng cóc và chanh, hàng tuần đều có thu hoạch mỗi loại từ 500kg đến 1 tấn. Tính chung cả hai loại, ông thu được gần 70 tấn mỗi năm. Với giá cả trung bình 6.000 đồng một ký, ông cũng có nguồn thu vài trăm triệu đồng mỗi năm. Như vậy, với hai đợt xoài còn lại, sản lượng từ 40 đến 50 tấn, coi như là lợi nhuận ròng của gia đình. Cái khi mà chú mới lên clip lập vườn thì chắc chắn là mình cũng phải có nghiên cứu về cái kỹ thuật canh tác cũng như cái khoa học kỹ thuật để mình áp dụng cho cây trồng của mình. Thì lúc đó chú phải tham khảo hay chú tìm hiểu ở đâu, rồi ngay cả cái vấn đề thị trường tiêu thụ nữa, thì chú phải tìm hiểu như thế nào? Nó ngay mình thấy người ta lên vườn một lần thì nó ngay người ta trồng thì một lần vườn xài hòa lọc thì nó tới 10 thước lận. Sau này trồng tôi trồng 5 thước một cây. Rồi sau này nữa trồng thêm nữa thì nhiều chỗ người ta nói trồng vậy là còn mất đất lắm, thành ra sau này trồng có 3 thước. Cây xài bởi vì nó mau ăn, là nếu mình săn sóc là có 5 rưỡi à. Còn nếu mình để 2 năm thì ăn là nó tốt. 2 tới 3 năm thì xài nó sung dữ lắm. Chú có xử lý như người ta ăn năm được 2 vụ không? Dạ, 1 năm 2 vụ. Mấy năm trước thì tháng 6 mình xịt rồi cái bắt đầu mình ăn xong là mình xịt lại là ăn đợi được nữa. Rồi sau này tới xài mùa nữa thì nó cũng có trái nữa, cũng khi 3 mùa nữa. Nó ăn, nếu mà xài mình săn sóc nó sung thì nó trái hoài. Rồi như vậy nó có kiệt sức không? Ăn thua mình bón phân. Dạ. Dạ, nếu mình ăn xong là bắt đầu mình phải lo bón phân đó cho nó hồi phục cây lại. Dạ. Như vậy ngoài cái phân hóa học chú có đệm thêm cho nó là những cái loại phân hữu cơ không ạ? Dạ, lâu lâu cũng có phân hữu cơ. Giờ về mình lâu cái mình giải vôi rồi vô đó cho nó bệnh vi khuẩn rồi với gốc rồi cho nó nhẹ bớt. Nếu mình không giải vôi thì nó vừa bị vi khuẩn. Với mơ ước làm giàu từ mảnh đất quê nhà, có thể nói giờ đây ông đã hài lòng với những gì mình đạt được, và 6 người con của ông cũng được chia đất và nối nghiệp ông để tiếp tục nghề làm vườn. Nghề này đối với gia đình ông tuy có mới mẻ, nhưng đó lại là cái nghề mà ông và các con chắc chắn sẽ gắn bó về sau. Theo ông suy nghĩ, hiện tại trồng xoài Đài Loan có nhiều cái thuận. Thứ nhất là dễ canh tác, cây lớn nhanh và cũng nhanh cho trái. Thứ hai là chúng có thể trồng với mật độ khá dày, khoảng 120 đến 150 gốc một công. Đồng thời mỗi năm có thể xử lý từ 2 đến 2 vụ rưỡi, nên năng suất thu được không hề nhỏ. Mỗi hecta có thể cho 60 tấn một năm. Đặc biệt, đối với mùa nghịch như tháng này thì giá bán khá cao, từ 60 đến 80 ngàn đồng một ký. Có thể vì có nhiều ưu điểm như vậy nên ông cứ mở rộng dần diện tích. Và cứ hễ mua được đất mới là ông đầu tư thiết kế cơ bản để trồng xoài. Tuy hiện tại làm như vậy, nhưng về lâu dài, bản thân ông cũng nhận thấy còn có điều gì đó không khỏi băn khoăn đối với loại trái cây này, nên ông đã tiếp tục lựa chọn một loại cây chiến lược khác để đầu tư dự phòng. Không, bây giờ ta thấy ta trồng xài cũng nhiều lắm, nhưng mình không biết giá cả làm sao. Không biết năm nay sắp tới làm sao, rồi bắt đầu mình chọn những cái cây mà nó có ấy đó, mình bắt đầu mình lần lần mình xen vô. Rồi cái cây chú chọn để mà chú xen tiếp theo đó là cây gì? Cái bử, rồi nó thấy nó bây giờ giá cả nó ổn định, mình trồng lần lần. Có thể nói, việc chuẩn bị để tránh tình trạng bấp bênh và khả năng rủi ro của ông đối với các loại cây trồng hiện tại ngay từ bây giờ cũng là điều đáng để bà con xung quanh quan tâm, đặc biệt là đối với những người có trách nhiệm tại địa phương. Thưa anh Vy, được biết là cái xã Mỹ An thuộc huyện Chợ Mới của mình trước đây là một trong những cái xã là chuyên về cây lúa.
Thì từ khi có đê bao khép kín tới bây giờ thì ở đây cũng đã thay đổi rất nhiều. Riêng đối với xã mình thì anh Huy có thể cho biết có những cái chủ trương chính sách nào đã làm thay đổi, góp phần làm thay đổi cái vùng đất của mình? Thực hiện cái kế hoạch số 81 của huyện ủy và cái kế hoạch số 13 của ban chấp hành đảng bộ thì các cấp hội cũng đã tập trung triển khai vận động cái hội viên nông dân của mình là mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng nông nghiệp, nó là mang tính bền vững ổn định. Thì vừa qua thì có một số cái hội viên mình đã mạnh dạn đầu tư chuyển từ đất ruộng kém hiệu quả sang làm trồng vườn, thì đến nay đạt được một số cái hiệu quả kinh tế nhất định. Anh đánh giá như thế nào về cái mô hình của chú Đẩm ở đây? Đây là một mô hình mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao, là một trong những cái mô hình vườn điểm của xã và được đảng ủy, ủy ban nhân xã chúng ta tập trung để làm sao mà lấy cái mô hình này nhân rộng cho toàn xã và sẽ là giúp cho bà con mình học tập kinh nghiệm để từ đó là chuyển đổi những số diện tích cây ăn trái nó không hiệu quả chuyển sang vườn chuyên canh. Cần cù lao động, chí thú làm ăn, hiền lành chất phác và có nhiều sáng tạo. Đó là những gì những người xóm giềng nói về ông Út Đẩm. Điều đáng trân trọng hơn đó là sự sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm làm giàu của mình đối với bà con xung quanh. Đồng thời, ông còn là một trong những gương người tốt, việc tốt, có đóng góp lớn cho xã hội tại địa phương. Nói chung cũng là nòng cốt của nông dân của ấp. Thử ra là bánh vườn cũng làm có hiệu quả, bà con học hỏi. Anh cũng nhiệt tình giúp đỡ cho bà con ở đây cũng làm theo. Và đồng thời ông cũng là một cái sản xuất nông dân, sản xuất kinh doanh giỏi để hỗ trợ cho địa phương, ví dụ như là các cái hỗ trợ các nguồn vận động này kia giúp cho bà con nghèo, số đó giống nghèo được cũng có hiệu quả lắm. Trong số gần 30 hectare đất vườn mới chuyển đổi của xã Mỹ An, mô hình của gia đình ông Nguyễn Văn Đẩm luôn được xem là điểm đáng để học tập. Tuy vậy, bản thân ông cũng khiêm tốn mà nói rằng ông thật sự đã gặp may khi mạnh dạn bỏ ruộng làm vườn. Bởi lẽ đối với bà con xứ này, nếu không ruộng thì rẫy, hoặc người ta theo mô hình bắt bò cho an toàn, chứ đâu phải chuyển sang một mô hình xa lạ như vậy. Nhưng bằng những quyết tâm và nỗ lực của mỗi cá nhân, gia đình ông Đẩm đã thành công ngoài dự kiến. Theo ước tính của ông, khoảng 2 năm nữa, mảnh vườn này sẽ có nguồn thu đạt trên 1 tỷ đồng. Và những gì ông chuẩn bị hôm nay chính là nền tảng để ông biến điều đó thành hiện thực. Ông cũng thừa nhận rằng nếu không có sự đột phá cách đây gần 18 năm thì ngày hôm nay ông cũng sẽ còn vất vả lắm với miếng ruộng nhỏ nhoi, thu nhập chẳng bao nhiêu. Và rồi cũng chẳng có dư giả đâu mà mua thêm đất điền chia cho con cái như bây giờ. Thậm chí cái dòng lẫn quẩn, đông con ít đất gây ra nghèo khó có thể còn vướng víu mãi trong gia đình này. Rất may là ông đã có quyết định đúng đắn và gia đình đã có một cuộc đổi đời đáng tự hào. Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Nông dân miền Tây của Đài Truyền hình Vĩnh Long đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.